Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có app để người dân đặt lịch hẹn đăng kiểm. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngày 9 tháng 1 tới, các đơn vị sẽ chạy thử app đăng ký đăng kiểm, dự kiến được đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán Quý Mão, giải quyết phần nào tình hình quá tải hiện nay. App này cung cấp thông tin về tình trạng đăng kiểm, cho phép người dân đặt lịch đăng kiểm ở 8 tỉnh vùng Đồng bằng Bắc Bộ. App hoạt động song song, người dân vẫn có thể đặt thẻ đăng kiểm trực tiếp hoặc qua điện thoại. Hiện nay, toàn Thành phố Hồ Chí Minh có 8 trên 17 trung tâm đăng kiểm hoạt động với năng suất đăng kiểm từ 1.300 đến 1.500 xe mỗi ngày. Và những ngày qua, tình trạng quá tải đăng kiểm đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, vận tải của người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, theo thông báo của các cơ quan chức năng, từ ngày 8 tháng 1, Trung Quốc sẽ điều chỉnh chính sách phòng chống dịch COVID-19. Tới thời điểm này, lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch giữa tỉnh Lạng Sơn Việt Nam với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hiện tại, lưu lượng phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đạt 900 lượt xe một ngày, có ngày lên đến 1.100 lượt xe một ngày. Hàng hóa vận chuyển lên các cửa khẩu đều được thông quan hết trong ngày. Dự báo lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ tăng lên sau ngày 8 tháng 1 tới. Lực lượng hải quan đã sẵn sàng khôi phục và điều chỉnh về nhân lực, bố trí lực lượng trực 24/7 để đảm bảo hàng hóa thông quan được thuận lợi nhất. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép đơn vị này mua phần mềm mô phỏng hoạt động giao thông nhằm giảm ùn tắc. Việc áp dụng phần mềm mô phỏng hệ thống giao thông sẽ cho thấy trực quan các dòng giao thông hiện trạng cũng như các phương án dự kiến tổ chức giao thông. Từ đó có những đánh giá các giải pháp cụ thể để chọn ra phương án tối ưu và đưa ra nhiều thông số giúp đánh giá tác động của phương án tổ chức giao thông trước và sau khi thực hiện. Dự kiến kinh phí mua phần mềm và thiết bị phục vụ cho công tác tổ chức giao thông khoảng hơn 1 tỷ đồng. Thưa quý vị, sau ngày 10 tháng 3, Ủy ban Nhân dân quận 5 sẽ tổ chức cưỡng chế di rời khỏi chung cư 440 theo quy định đối với các trường hợp không chấp hành. Ủy ban Nhân dân quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện di rời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5. Theo kết luận kiểm định của các cơ quan chức năng, chung cư số 440 Trần Hưng Đạo có mức độ nguy hiểm là nhà cấp D, khả năng chịu lực của kết cấu không thể đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, cần phải di rời, phá dỡ khẩn cấp. Dự kiến việc di rời tại chung cư 440 được bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 tới. Các hộ dân được bố trí đến tạm cư tại chung cư An Phú, phường 11, quận 6. Và sau ngày 10 tháng 3, chính quyền sẽ tổ chức cưỡng chế di rời theo quy định đối với các trường hợp không chấp hành. Thưa quý vị, sáng nay, băng tiếp tục xuất hiện ở Phan Xipang, Lào Cai, phủ trắng mọi vật. Nhiệt độ thấp nhất được đo được hiện ngoài trời trên đỉnh Phan Xipang khi đó là âm 7 độ C. Các chuyên gia khí tượng cho rằng nguyên nhân xuất hiện băng giá ở Phan Xipang sáng nay chủ yếu là do độ cao. Theo quy luật, cứ lên độ cao 100m, nhiệt độ giảm khoảng 0,6 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin nhiệt độ thấp nhất ghi nhận ở các vùng núi cao hôm nay là 8 độ C ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Sapa, Lào Cai, Cò Nòi, Sơn La. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng là Hà Nội từ 16 đến 18 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo hình thái thời tiết đang diễn ra ở miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì đến hết tuần. Từ đầu tuần sau, nhiệt độ giảm. Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch ngày 5 tháng 1, giá dầu thế giới chốt phiên tăng lên sau khi ghi nhận mức giảm giá lớn nhất trong 30 năm qua trong 2 ngày đầu năm. Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ WTI giao tháng 2 năm 2023 của Mỹ chốt phiên tăng 1,14% lên mức 73,67 USD một thùng tại New York. Giá dầu Brent giao tháng 3 năm 2023 tăng 1,09% lên 78,69 USD một thùng tại London. Giá dầu tăng sau khi cơ quan thông tin năng lượng Mỹ EIA công bố báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô thương mại của nước này tăng 1,7 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 30 tháng 12 năm 2022. Trong khi đó, các nhà phân tích tham gia khảo sát của S&P Global Commodity Insights dự báo mức tăng 4,5 triệu thùng. Theo EIA, tổng lượng dự trữ xăng giảm 0,3 triệu thùng trong tuần trước, trong khi dự trữ nhiên liệu trưng cất giảm 1,4 triệu thùng. Giá dầu thế giới đã giảm hơn 9% trong 2 ngày trước đó và là mức giảm 2 ngày đầu năm mạnh nhất kể từ năm 1991. Vào ngày 4 tháng 1, cả giá dầu WTI và Brent giảm hơn 5%, chốt phiên ở các mức thấp nhất trong hơn 3 tuần do những lo ngại về suy thoái và tâm lý tránh tài sản rủi ro. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden đã công bố chính sách di cư của Mỹ đối với 3 quốc gia châu Mỹ là Cuba, Nicaragua và Haiti. Theo đó, Mỹ sẽ áp dụng các hạn chế từ thời đại dịch COVID-19 để trục xuất người dân từ các nước này nhập cư vào Mỹ trái phép qua đường biên giới với Mexico. Tuy nhiên, Mỹ sẽ cho phép 30.000 người dân từ cả 3 quốc gia này và cả Venezuela tới Mỹ bằng đường hàng không mỗi tháng.
Kế hoạch này là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm răn đe số người kỷ lục đang tìm cách vượt biên vào Mỹ trái phép, đồng thời ứng phó với thách thức chính trị và nhân đạo dai dẳng kể từ khi chính quyền Tổng thống Biden lên nắm quyền đầu năm 2021. Tổng thống Biden đồng thời có một lần nữa kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp cải cách di cư toàn diện. Nhà Trắng trước đó đã yêu cầu Quốc hội thông qua ngân sách 3,5 tỷ đô la Mỹ nhằm xử lý tình hình người di cư ở biên giới phía Nam. Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc cho biết Pakistan cần hơn 16 tỷ đô la Mỹ để phục hồi sau các trận lũ lụt nghiêm trọng của năm ngoái, cũng như ứng phó tốt hơn với tình trạng biến đổi khí hậu. Trong khi đó, phát biểu qua video từ thủ đô Islamabad, người đứng đầu bộ phận Liên Hợp Quốc tại Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này hy vọng sẽ chi trả một nửa trong số này bằng các nguồn lực trong nước, trong khi phần còn lại là trông chờ vào các nhà tài trợ. Mùa mưa tại Pakistan đã kết thúc được vài tháng, song tình hình ở nước này vẫn hết sức tồi tệ khi nước lũ chưa rút ở một số khu vực miền Nam. Đại diện UNDP Osbay cho biết nước lũ đã cuốn trôi hoặc gây hư hại nghiêm trọng ít nhất 2 triệu ngôi nhà, khoảng 13.000 km đường bộ, 3.000 km đường sắt, 439 cây cầu và 1,76 triệu hectare đất canh tác. Khoảng 8 triệu người dân vẫn phải sống trong các khu tạm trú. Do nước chưa rút ở một số khu vực, nhiều người dân không thể quay lại sinh kế thường ngày và vẫn phải phụ thuộc vào hỗ trợ nhân đạo. Trong khi đó, số người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực tại Pakistan đã tăng gấp đôi lên 14,6 triệu người. Thưa quý vị, Anh đã trải qua năm nóng nhất trong lịch sử. Năm 2022 vừa qua, lần đầu tiên nhiệt độ trung bình hàng năm tại Anh lên tới 10 độ C, cao nhất kể từ năm 1884. Thông tin trên được công bố trong bối cảnh toàn cầu đối mặt với một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm nay như nhiệt độ tăng cao, hạn hán khắp châu Âu và cháy rừng. Theo cơ quan khí tượng Anh, Meteorfit, năm 2022, Anh có nhiệt độ trung bình trong năm cao nhất, vượt kỷ lục được thiết lập vào năm 2014 khi nhiệt độ trung bình ở mức 9,88 độ C. Và trong mùa hè năm 2022, phần lớn các địa phương ở hai vùng England và Wales đều đối mặt với hạn hán khi nhiệt độ tăng cao, nắng nóng cực đoan và mưa ít. Cụ thể, vào tháng 7, lần đầu tiên trong lịch sử, nhiệt độ tại vùng England vượt 40 độ C, tình trạng khô hạn chưa từng có cũng được ghi nhận. Hạn hán nghiêm trọng diễn ra tại nhiều vùng ở nước này. Trong khi đó, nước Anh nói riêng và các nước châu Âu nói chung cũng đang trải qua một mùa đông ấm hơn bất thường. Thưa quý vị, lực lượng an ninh Mexico đã bắt được Ovidio Guzman, con trai của chùm ma túy Joaquin El Chapo Guzman, hiện đang ngồi tù. Việc bắt được Ovidio Guzman được coi là chiến thắng vang dội trong cuộc chiến chống lại các băng đảng buôn ma túy của Mexico. Vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm nước này, Ovidio bị cáo buộc đã giúp điều hành các hoạt động buôn bán ma túy của cha mình kể từ khi El Chapo bị dẫn độ về Mỹ vào năm 2017. Mỹ đã treo giải thưởng lên tới 5 triệu đô la Mỹ cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ Ovidio Guzman với cáo buộc đối tượng này là nhân vật chủ chốt trong băng đảng Sinaloa. Đối tượng cũng bị cáo buộc ra lệnh sát hại những người cung cấp thông tin, một kẻ buôn bán ma túy và một ca sĩ Mexico đã từ chối hát trong đám cưới của tên này.